Hello, chào anh chị. Giờ này không ngủ đi ngồi mà hóng 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 nhiều chuyện nữa vậy trời. Hỗn sự nha. Chào mấy bác. Cái ông Bình Võ này ông lo ông đi ngủ đi, không lo ngủ tối ngày thức khuya nhậu nhẹt rồi ông Bình Võ nè. Chào các chị nha, mới ngủ dậy. Lúc này hư quá, ỷ làm chủ làm cả, cứ không có lo dậy sớm xíu nè. Là chứ mấy bữa nào mà thích thì dậy sớm, hôm qua ngủ nguyên ngày, hôm qua về uống được 3 chai bia ăn dĩa là tối về còn ăn thêm ly chè, bởi vì tướng càng ngày càng phát tiền, thấy không vô, thấy tiếng tướng nó ra không, tướng nó phì ra không. Các chị khỏe không? Các chị nghe, các chị phải dạy bảo là những thằng ba sọc bây giờ vậy nó mất dạy lắm nha. Nữa thì có mấy thằng ba sọc bây giờ nó rất là mất dạy nha các chị. Bây giờ tới phiên mà nó đã ăn nhờ đậu xứ của người ta mà giờ nó rồi đi thưa ông tổng thống Mỹ, nó nói ông tổng thống Mỹ bây giờ đi bưng bô cộng sản, tiếp tay cho cộng sản, mất dạy dễ sợ luôn. Tôi khổ thiệt á, có mình nên tôi phải đi dạy nguyên một đàn, đâu có phải sướng đâu anh chị, nguyên một đàn mà nó mất dạy, dạy nó không nghe, mà nó thằng mà nó trẻ nó còn nghe được, mấy già nó 70, 60 đi mà tay chân không làm gì nè. Đi tôi hiểu, tôi bay đi đàng hoàng, tướng tôi bay tôi hiểu, tôi sửa tướng tá tôi đi đàng hoàng, không đi đâu, không bao giờ mà đi tướng lúc nào cũng đi sửa tướng á. Thằng đi khởi bên. Chào anh Bằng. Mấy nó mất dạy chưa từng, tôi nói mấy thằng sọc. Thứ nhất là thằng bây giờ thằng ngu kỹ, tôi đã biểu thằng ngu kỹ mất dạy tới nó mà tôi biểu cái xếp hàng đi, bây giờ ha, bây giờ mày im lặng đi, đi ra ngoài đừng có đăng ký đi ấy, đi tôi mua vé qua cho Việt Nam rồi dắt ra ngoài đi ra ngoài Hà Nội được chơi dĩa đồ ăn gì mới. Bây giờ ăn đi mua cà phê cho em một phút, cho em dậy đi. Ây da, trời ơi, hi there, how are you? Doing good, how are you? Can you have the something with the iced coffee? You want an iced coffee? Yeah. Do you want to try a Foxy? I'm sorry? You want a Foxy? Yeah. Do you want a large? Yeah, large one, please. Large? Okay. Yeah. Hôm nay các em dễ thương lắm. Hôm nay các em rất là dễ thương. Lát nữa ra cho các anh chị chào em gái. Chào anh chị nha. Em đang đi mua phê uống xong rồi ra. Are you the one who was going live last time? Yeah. Why? No, it's just on a Facebook. You're live on Facebook? Yeah, it's everybody say you are beautiful. Say hi. Say hi to them then. Hi, come get a pink. So they are. Bé nói chào mọi người. Are your followers local? I'm sorry? Are your followers local? No, I'm here. I'm my friend. Yeah, they're all over. If you're in Campbell, come through. Câu hỏi, nếu mà các chị ở gần đây vô uống cà phê. What's that say? What language is that? That's Vietnamese, so they say hi to you. Oh, they say hi. Okay, come and say hi. Gì như đâu, ngay đầu ngõ nhà mình mà. Em chào anh Bằng, chào anh chị nha. Tại vì cái cô bán cà phê này nó ngay đầu nhà mình, ngay cái đầu đường nhà mình đó, từ buổi sáng ra nó có hai bên. Bên thì Starbucks, bên đó thì cà phê. Thích uống cái nào là uống. Chết mồ chứ, hôm nay em có mặc quần một giây nhìn cái đít không mà thấy chết rồi. Hello, nè. Đít cả đó mà chết. Thôi, nói chứ quay đó là phạm quyền của Facebook, nó đem nó tắt
nó tắt cho nó nói chết. Em gái mà cứ đưa đít vô mặt cho nên mấy bố chịu gì nổi. Thấy không? Mấy anh thì thôi lâu lâu chơi gì thôi chứ mới một chơi mà. What the hell? Just make sure you don't get other customers on camera. Not everyone wants to be on camera. No, they're not. What the total? The total's $37. Oh. That's it. That's fine. Okay, thank you. Here you go. There you go. Thank you very much. Thank you. Bye. Come to Campbell. All right, then. See you guys later. Okay, thank you. Chết. Ây trời ơi, mấy bác đừng có đưa hư giống như tôi nha. Cái gì? Sao bán hàng bên Mỹ mà anh nói chuyện cười, Nguyễn Phương hỏi câu quá buồn cười. Bên Mỹ bây giờ cởi chuồng cũng được. Cởi chuồng ra ngoài đường cũng được. Thì nó bắt lại nó bảo là thằng điên thôi. Chào anh chị nha. Cho nên lâu lâu nghịch chơi một xíu thôi. Nhưng mà cái là lúc này cho anh mệt quá, cho nó thật với các anh chị cho mệt quá. Mấy thằng em của cho nó, mấy thằng già mất dạy quá thì mấy thằng sọc này nè. Bây giờ nó quá mất dạy rồi. Tối ngày á, cho nó hỏi các anh chị nha. Nó cứ bảo là Việt Nam chúng ta cần phải có nhân quyền, là cộng sản có nhân quyền. Mà tối qua cho anh đi chửi lộn như tụi nó suốt đêm, cho đi chửi xà lộn với mấy anh sọc suốt đêm, cho nó hỏi mạ bố chúng mày nhân quyền ở nước Mỹ hiện bây giờ có hay không. Nó trả lời không được, nó bảo là cái đó là chuyện của nước Mỹ. Cái mình nói nó, ủa mày đang ở trên nước Mỹ này mà sao mày lại hỏi mày, nói là cái chuyện là chuyện của nước Mỹ, mày đi mày xỉa cái Việt Nam mình á. Việt Nam mình hỏi các anh chị này nha, Việt Nam mình từ Mỹ mà đi về Việt Nam á là khoảng 20 tiếng đồng hồ. Tôi tính trung bình ra một cây số, một 100 cây số một giờ, mà 20 tiếng tôi tính là tới 20.000 cây số, đúng không? Mình tính sơ vậy thôi, đi máy bay á, không? Nhưng mà cái là mình tính sơ 20.000 cây số, mà nó xỏ cái mỏ nó tuốt dìu dẹo 20.000 cây số, nó đòi nhân quyền cho người Việt Nam. Mà ủa, tôi hỏi các anh chị là 96 triệu dân các anh chị ngồi đây, các anh chị có ngồi cần nhân quyền không vậy? Hả? Nhân quyền cho con người không vậy? Mà nó sủa quá lên là nhân quyền rồi hả, trả quyền tự do cho cái thằng tử tù, cái thằng mà gọi là cái thằng Duy Hải gì đó, sủa tè le lên hết. Cái mình mới chửi tụi nó, tụi bay mất dạy quá, tao dạy tụi bay hoài không nghe. Cái nó quay lại bắt đầu nó sủa nguyên đám, nó vô nhà mình nó sủa, nghe không? Cái mình nói nè, Việt Nam, văn hóa Việt Nam, Cộng hòa của tụi bay hả? Tao là người cha chú tụi bay, giờ tao dạy tụi bay không nghe thì tao chửi tụi bay mất dạy. Còn tụi bay cứ hỏi là tụi bay sủa lên, xong bắt đầu nó văn hóa của nó là sửa mấy gì lên tụ tên tuổi rồi, nó chửi thôi đủ thứ. Sát bên này không chịu à. Tôi hỏi nhiều không? Mình đang ngồi công dân ở đây, ở ngay nước Mỹ, không chịu đòi nhân quyền. Các chị biết hồi hôm qua ở bên tiểu bang của tôi, nó vẫn còn bên Seattle, nó vẫn còn bạo động, xô xát với nhau. Bây giờ tự do dân nó ra ngoài đường, nó cầm súng nó bắn rớt cho thêm 2 thằng nữa. Cảnh sát giờ sợ chạy ra, đâu có dám vô cái khu mà tụi nó cướp cái khu đó. Thì giờ dân phải lên ra tay, nếu mà dân mà không ra tay đánh lộn với tụi nó thì tụi nó sẽ chiếm vô đập phá xe của người ta. Các chị hiểu không? Đập phá xe của người ta thì ta điên, ta xách súng lên ta bắn. Mỹ mà có quyền tự vệ mà, xong người ta bắn lên, ê sao mày bắn tao, bắt đầu cái kêu 911, call the police. Đúng rồi, tới khi mà cái cảnh sát mà tới khi đó nó quýnh cảnh sát, nó đốt xe ambulance, có nghĩa là xe cứu thương. Rồi bây giờ nó bị dân quýnh đó, rồi dân bắn nó, rồi gọi bắt đầu cái nó gọi, ê gọi call the police, call the ambulance.
Là có nghĩa là gọi cảnh sát đi, gọi 911 đi. Anh tình lặng hỏi là bên đó Mỹ Đen thích Việt Nam đúng không anh John? Nói chung ra tôi không có biết về là Mỹ Đen thích Việt Nam hay không, nhưng mà đa số á là nói chung ra Mỹ Đen á thì nó không thích tụi Hàn Quốc. Tôi biết là Mỹ Đen là không thích Hàn Quốc, tại vì năm 1992 á, cuộc bạo động ở miền Nam Cali, nó gọi là khu LA á, nó đốt phá cái khu mà làng Hàn Quốc á, tụi Hàn Quốc nó kỳ thị Mỹ Đen, nó bắn Mỹ Đen này nọ thì ấy, chứ còn nó thích đồ ăn Việt Nam, chứ tôi không biết là nó thích Việt Nam hay không. Tôi không trả lời câu đó được, tôi không biết. Còn bây giờ á, anh hỏi tôi mấy thằng sọc nào thì tôi biết. Mấy thằng mà Việt Nam Cộng Hòa, mấy thằng nào mà đi tướng cỡ nào, mấy thằng giả đi tướng cỡ nào, cà thọt cỡ nào hay què cỡ nào thì tôi biết trả lời. Còn mà cái đám mà anh nói, mà anh hỏi tôi mà cái đám mà gọi là Mỹ Đen là tôi không biết rồi. Tự nhiên nhiều đen lắm, nào cũng nó đen thù lùi à, nó đen giống nhau à, tôi không để ý. Tôi đã đen rồi, nó còn đen hơn tôi nữa, sao tôi biết được, hiểu không? Thôi khó trả lời, mình tạm giam cái câu hỏi đó lại nha. Bây giờ mình chuyển qua câu nói khác đi, hiểu không? Bây giờ tôi hỏi anh chị này ha, một điều nè, hiện nay có thêm hai vấn đề nữa. Trong từ đây đến cuối tháng này, thì chúng nó sẽ bên tụi nó, tụi dưới miền Nam Cali, nó sẽ đứng lên nó biểu tình một lần nữa, gọi là tụi đám sọc lồn á. Mất dạy đó, Việt Nam Cộng Hòa nó lên nó biểu tình là nó biểu tình vụ của ông Trump. Vừa rồi á là thằng Ngô Kỷ nó đang đứng ra nó kêu gọi, nó chửi ông Trump, nó bảo là ông Trump bây giờ đi bưng vô cộng sản, bây giờ đem đi đối đầu, đi mang tàu chiến rồi về, nói chung là ABC. Nó, các anh chị đã thấy coi cái clip đó rồi, một khúc đó nó bảo là thằng Mỹ là thằng đỉ mà thằng điếm mà. Thằng Mỹ nó muốn làm gì nó làm. Hồi xưa đó thì lúc nào cũng vậy. Thằng Ngô Kỷ, thằng em trai tôi á, thì nó lúc nào vậy, nó xuyên sỏ vậy, nó chửi bên cộng sản đúng không? Bây giờ nó chửi cả hai bên luôn. Mà trong khi đó tôi hỏi các anh chị nha, nó ở cái đất xứ của người ta, nó ăn bám, tôi nói thật với các anh chị chứ, nó ăn bám hả? Nó ăn bám thấy mồ luôn. Nó ăn bám, tôi nói thằng Ngô Kỷ từ nghỉ qua Mỹ giờ như nó có đi làm khoảng chừng vài năm, cái lúc nó còn trẻ thôi. Còn đa số sau tuổi già này nó khoảng chừng năm mấy 60, nó ăn bám tới giờ có đi làm gì đâu, tối ngày đi ăn vạ không à. Cái chuyện đó là tình lặng, đó là treo cờ cộng sản không bị đập phá, cái đó là sai, cái đó không phải là sự thật đâu, không phải là sự thật đâu. Nhưng mà có treo cờ, có một số nhà hàng nó treo cờ, nhà hàng Mỹ nó có treo cờ. Bây giờ đa số á, là nó tụi trẻ bây giờ nó ra biểu tình thì nó cầm cái lá cờ đỏ, không phải là cờ đỏ sao vàng mà nó gọi là cờ đỏ búa liềm, là mấy đứa trẻ này giờ nó cầm cờ đỏ búa liềm nó đi biểu tình. Cờ đỏ búa liềm có một số thằng nó đội mấy cái nón nỉ có cái ký hiệu mà cờ đỏ búa liềm ở trên này là có. Cái đó thì tôi chấp nhận là có cái chuyện đó, chứ không có treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam mình. Có một số nhà hàng hoặc là tư nhân người ta có treo, nhưng mà những cái thành phố đó là những cái thành phố nhỏ thôi. Những thành phố đó ít bao que đó thì người ta treo. Các chị biết hôm nay á, Việt Nam mình á, ở bên Mỹ này hôm nay chết tới bao nhiêu người chưa? 1,5 triệu có rồi nha các chị nhé, gần 1,5 triệu rồi đó. 2,4 triệu người dương tính. Vũ Việt Dũng, cái chuyện ở bên Mỹ này, cái xứ tự do, mình không thể là mình thưa nó được cái chuyện đó. Nó được quyền chửi tổng thống, nhưng mà nó không được quyền cầm trứng gà hay cái gì chọi tổng thống. Cái đó là assault. Còn được quyền chửi đụ má đụ mẹ châm này nọ được, nhưng mà cái đó là không được quyền ấy ấy do ông tổng thống có đó. Nó được quyền nó chửi, chính quyền có được quyền, cái đó là tự do ngôn luận có, nhưng mà cái đó là không nên. Tại vì mình là một người, ta rất là ghét bây giờ dân thường á, bên này á, ta đổ xô, ta chửi nó
thằng Ngô Kỷ này nè, trong tương lai á, dân nó ghét, dân Việt Nam nó ghét, tự vì một số người ta đó, mình muốn chia sẻ với các anh chị nè, một số người dân ở bên này á, họ làm ăn khá giả lên, người ta càng có tiền, có một số người Việt Nam á, người ta có tiền dữ lắm, ngồi ở bên này nè, người ta làm ăn, người ta có tiền, dân triệu phú đó các anh chị, giàu á là cũng nhờ ông Trump, từ mấy năm nay ổng lên, nhà cửa lên, người ta có tiền mà, còn những mà thằng Chí Phèo mà cái dạng giống như là dạng Chí Phèo, dạng mà giống như Việt Nam Cộng Hòa với những thằng chống cộng cực đoan á, thì tụi nó là chối ngày, tụi nó đi ăn, nói chung là nó ăn vạ, nó ăn bám nước Mỹ, thì không bao giờ tụi nó khá giả được, các anh chị cứ nghĩ thì không bao giờ nó khá giả được. Thì trong cái thời buổi này á, mà nó thấy ông Trump như vậy á, tại vì ông Trump á càng ngày càng cắt giảm những cái chuyện mà giống như là chuyện mà rồi về welfare nè, rồi cả tiền hưu của chúng tôi ổng còn đòi cắt nữa, nhưng mà cái tiền đó là tiền không thể nào mà cắt được. Những cái bảo hiểm á thì có thể ổng cắt được, nhưng mà cái tiền hưu là ổng không bao giờ cắt được. Thì bởi vậy tụi mà mấy thằng mặt hạng nè, mấy thằng mà ăn mày giống như Chí Phèo á, thì nó thích. Thế là tụi đến cuối tháng này á, tôi chống mắt lên cho tụi nó biểu tình. Rồi dân Việt Nam mình mới ở đây mới chửi trên đầu cha những thằng đó lên. Bởi vậy anh chị nào mà giỏi á, mà về vi tính á, làm cho tôi một cái website. Chào các anh chị vô sau nha. Làm một cái website, có nghĩa là làm website đó mình chơi nguyên cái lá cờ đỏ sao vàng ở trên đó đó, ủng hộ. Thì đa số đó nói các anh chị nghe, những người mà họ có tiền á, những người mà họ có tiền bên Mỹ này, họ dân gọi là Việt Kiều đó, họ sống bên này, họ có tiền, họ dư giả, họ không bao giờ đi chống cộng, họ càng hoan nghênh cái đất nước mình. Tự nhiên họ muốn về, lúc nào họ cũng muốn về Việt Nam hết cả. Tôi bảo đảm với các anh chị, hiện bây giờ mà đất nước Việt Nam mình mở cửa cho vào, tôi bảo đảm trong còn một tuần lễ trên dưới một vài triệu, một hai triệu người đi về Việt Nam, một tuần lễ bảo đảm. Tự nhiên anh chị biết sao không? Ở trên nước Mỹ bây giờ người dân có tiền họ rất là sợ. Thứ nhất là bây giờ là về không khí nè, về cái vụ dịch nè, sợ lắm. Dịch càng ngày càng gia tăng. Mà bây giờ nó đang thêm một cái vụ mà nó đang sợ là cái vụ nó gọi là Corona 20 chứ không phải là Corona 19 nữa. Các chị hiểu không? Rất là nguy hiểm. Nếu mà cái vi khuẩn Corona 20 này nó xảy ra đó, thì nó vô nó lan tràn trong cái con người của mình đó. Nó lan tràn trong con người của mình á, thì rất là sợ là nó sẽ phá hủy luôn thận, tim, gan, không có chữa được. Việt Nam mình bây giờ mà chỉ cần mở cửa thôi, không chấp nhận ai từ nước ngoài về, chỉ cần chấp nhận những mà gọi là Việt Kiều ở Mỹ về thôi, một tuần lễ bảo đảm chị khoảng chừng 1 triệu người về. Mà trong khi đó là những người đó là những người có tiền không á, chứ không phải là người không có tiền. Mấy người có tiền á, càng có tiền nó sợ chết lắm, mình hiểu mà, có tiền nó sợ chết lắm. Cái mà Nguyễn Thanh Trinh hỏi mình cái gì mà có không anh là sao? Mình không hiểu. Tại vì mình vừa lái xe, mình không có đọc bình luận, mình xin lỗi. Cuối tuần này tôi có thể... tôi bay về thành phố của tôi nói tuần vừa rồi thứ hai tôi bay mà tôi không bay. Bay về đó tôi quay cái khu tự trị tự ngay tiệm tôi mà. Bây giờ cái tiệm tôi nó bị đập phá trên đó ngay đường Capitol Hill á. Cái tiệm tôi bây giờ đâu có bảo hiểm, đâu có đền được các chị. Giờ tôi tự khi mà mướn cái chỗ làm ăn á thì mình mướn qua chủ, mình có mua bảo hiểm của nó mà không biết nó đền không, giờ mà sửa sang giờ nó đập phá, nó sửa sang giờ
là mình phải tự móc tiền túi ra anh chị biết không, khốn nạn. Vậy mà cái thằng chó tiến sĩ Đinh Xuân Quân á, nó lên nó lấy nhân quyền lại cho thằng Mỹ Đen, nó lấy nhân quyền cho tôi gì hết á. Bởi vì tôi chửi nó, ngày nào tôi cũng chửi nó đó. Cái thằng nó vãi lờ, mang tiếng là tiến sĩ ở bên nước Mỹ này mà ngu còn hơn là ốc chó. Tôi nói thật, tôi lại xúc phạm cái con chó nữa, nó gọi là ngu hơn súc vật, nói cho cái đúng. Câu của Vũ Dũng hỏi hả, tụi nó không có dám đi biểu tình, tụi nó chỉ đứng biểu tình trong một cái khu để cho mình, để cho mình order đồ ăn cho sợ để mình nói chuyện với các anh chị. Câu đó còn hỏi lúc nào đúng. Hey, good morning. Can I have the do we still have the special deal for those croissants? 2 for $5? I don't know the coupon was the name. The croissant, the breakfast. You had a coupon? No, we don't have the coupon. Oh, we don't have the anymore for the 2 for $5. I'm sorry, the regular price right now. Are the regular now? Yes. Yeah, can I have just had the can I just have the burrito combo? Okay. What kind of drink do you like? Can I have 2 of those? That's for breakfast, right? Yeah, but if I choose twice, I have the grande burrito and the lover burrito. What about an eight rolls? Get 2 of those, okay? What you mean the egg roll? Yeah, the one you had the egg roll, the one for the side. Just get the 2 super burrito only. No drink. Yeah, but what kind of burrito? The egg lover, the meat lover. Oh, the meat lover, that's why. Because I had 2 times, it's a 2 meal burrito combo, so just a burrito. Just a burrito, okay? All right then, thanks. That's Javier and Correca Nestrin? Yeah. Thank you, 979. Thank you, xin lỗi các anh chị. Okay, các anh chị hỏi tôi cái câu đó rất là hay. Tôi sẽ trả lời cho các anh chị là khi nào nó trục xuất, nếu trong 2 trường hợp, nếu mà người đó là thẻ xanh mà cái người mà đi người đó thẻ xanh mà người đó nói người thẻ xanh đó không là quốc tịch Mỹ, cái đó chỉ là thường trú ở nước Mỹ thôi, chỉ được thường trú thôi, thì nếu mà người đó mà phạm luật nặng, đi biểu tình nặng thì cái người đó sẽ bị trục xuất về 2 lần. Nó gọi là ở Cali, có nghĩa là ở Cali này á, tùy theo cái luật của tiểu bang. Nếu mà ở Cali này phạm lỗi thứ nhất, thứ hai là 2 strike là có thể bị trục xuất về Việt Nam. Thì ví dụ như cái lần đầu tiên, cái đó thường đa số người Việt Nam mình, ví dụ như gian lận về thuế là 1 lần nó cho đặt tù treo hay gì đó. Lần thứ hai anh đi bạo động, mà anh đi bạo động á, vô động anh đập phá của người ta mà nó chụp hình nó bắt được, cái đó nó gọi là anh Benjolai, có nghĩa là anh phá hủy đồ tư của ở người ở dân ngoài, thì sẽ đợi ra tòa dán cái bụp, đóng cái bụp, cái nó lấy lại thẻ xanh rồi phải ký vô cái đơn đó, nó gọi là deportation form, có nghĩa là đơn đó là cái đơn đó là đơn bị trục xuất, nó bắt anh đó, rồi nó vẫn cho anh thả lỏng anh ra, anh vẫn đi về đi làm bình thường, anh vẫn có đi làm bình thường. Nhưng tới lúc nó không thích, nó tới lúc nó bắt thì nó sẽ tới nhà, hoặc là từng anh mỗi tháng 30 ngày anh phải lên, lúc nào cũng vậy, 30 ngày anh phải lên anh trình diện. Trong đó cái đó, trong sơ cứu 30 ngày anh phải lên trình diện. Còn nếu mà anh phạm thêm một cái lực gì nữa là nó sẽ cho tù nhốt, nó không cho ra ấy lỏng ở ngoài. Khi nào mà ở Việt Nam với lại Mỹ mà có ký gọi là trục xuất về là nó tự động nó tới nó hốt anh. Cái đó không có gọi là cảnh sát bình thường tới hốt, mà nó gọi là ICE. ICE có nghĩa là tụi đó là Homeland Security. ICE á, là bên đó là tụi bên của bên đó gọi là bên của di trú, cảnh sát di trú nó tới nó bắt mình. Còn mấy thằng Mỹ Đen ở đây, mấy thằng mà bình thường nó đập phá ở ngoài đó các anh chị. Không có như họ không suy nhê, tự nhiên nó đen mà.
đen với mấy dân mà đập phá mấy thôi mà học sinh mấy đứa đi biểu tình đập phá bình thường từ 18 đến 25 tuổi á, tụi nó mất dạy lắm. Đa số đó có đứa con nhà nào cũng lịch sự đàng hoàng nhưng mà nó thích theo kiểu mà nó sống theo kiểu rock and roll mà kiểu bất cần đời á, tối ngày hút cần rồi tóc quắn xăm mình đồ này nọ. Có một số đó trẻ con đó người Việt Nam ở San Jose nè, hai đứa bị bắt nè, con của mấy Việt Nam Cộng Hòa đó. Một đứa nó gọi là cái gì Đỗ, một đứa họ Đỗ với một đứa họ Hòa, Hector Hòa là con đứa con gái, còn đứa con trai gì đó rồi bị bắt ở San Jose nè, cũng đi đập phá hôi của đó. Mà nó đổ thừa là con của nó đổ thừa mấy đứa trẻ đó là mấy đứa trẻ của du học sinh, nhục nhã lắm anh chị. Can we have some hot sauce there? Do you have some hot sauce? Thank you. Chào các anh chị vô lại sau nha. Mình khổ quá, khổ không, mình phải đi mua đồ ăn này cho thợ. Mấy cái burrito này là mình mua cho thợ chứ không phải là mua cho mình. Mình mới ăn sáng, mình uống cà phê thôi. Hỏi đi Cao, cứ hỏi gì hỏi. Hôm nay mình có chủ đề á, mình chào anh Cầm, mình nói có chủ đề hôm nay, mình chủ đề hôm nay của mình á là mình nói là người Việt Nam mình. Chủ đề hôm nay mình muốn nói là người Việt Nam mình điển hình giống như những người chống cộng cực đoan, giống như Ngô Kỷ đòi đi kiện tổng thống Trump. Rồi bây giờ mấy hôm nay họ hô xào, họ đi đòi là biểu tình kiện tổng thống, gọi là hô hào, gọi là họ biểu tình, họ biểu tình họ lại, họ đòi nói giống như là họ tiếng Việt mình nói sao, họ biểu tình, họ nói là ông tổng thống Trump hiện bây giờ là đi bưng bô cộng sản nên họ đi họ biểu tình ông tổng thống Trump. Bình thường thì họ không dám ra ngoài đường họ biểu tình về cái vụ nhân quyền cho người Việt Nam, mà họ chửi ông tổng thống Trump, bảo là ông tổng thống Trump là đi bưng bô cộng sản. Đó là cái hôm nay cái chủ đề là mình muốn nói là chủ đề đó tránh. Bạn hiểu không? Will hold you. Mình đang đi mua cái này trong tiệm Sơn. Two rolls. What's the account number? 48693 1697. You got it? Yep. Ready? Anything else for you? We have any silicone on sale? What is it? Silicone? The caulking? Yeah, right there. You have that silicone right there? I want a whole case though. A whole case? Yeah. Yep. Okay. All right, thank you. Cái đó là cái keo để dán anh chị. Này mình làm nền mình dán. Okay, anything else for you? The paper not on sale? No. Yeah. You sure you got my right account? Yeah, Madeline, right? Yeah, Madeline. Yeah. The only thing on sale was this, the thing. Job name, do you have one? No, that's fine. Okay. 65. Okay. Okay. I'll help you out. No. Nó ở đây, cái thành phố này nó không dám đập phá đâu Trung Vũ.
Tại vì cái thành phố của anh ấy, trong phố của nhà anh ấy, này, sát nhà anh mà Trung Vũ. Em biết là anh đã nói với Trung Vũ là cô này không dám lập phá. Nó lập phá đây bắn chết mẹ luôn á. Dân ở đây, dân giàu, dân triệu phú, trên tỷ phú không à. Em quên rồi hả? Khu này gần nhà anh mà. Ở đây nó đâu có ấy đâu. Nó không dám. Nó không dám đâu, nội cha nó cũng dám tới khúc này nè. Thôi các anh chị cho mình vài phút, tự nhiên mình phải mua đồ. Các anh chị coi cái xe, giống như là rác vậy. Yeah, thank you. You're welcome, have a good day. You too. Ôi bây giờ mình nói chuyện với anh chị lại được rồi đó. Tự nhiên thấy ra trong chủ cái đó đâu của Mỹ mình mua đồ nên mình không có nói chuyện tiếng Việt được. Mất lịch sự. Khổ không đâu phải sung sướng đâu. Chủ thầu bên Mỹ cũng khổ bỏ mẹ. Tối ngày đi mua đồ ăn. Cái mặt heo mày nhiều chuyện. Các anh chị biết không, ở bên này chủ thầu á, mà mình không tốt với thợ á, thợ nó phá mình lắm, mình không để ý á, nó tới nó phá mình. Tôi nè, ở bên này, bên Mỹ cái gì cũng làm bằng gỗ á. Đó, nó đang xây một cái đó là cái xây đó, ở ngoài nó làm bằng gỗ khung rồi nó lên từ đất, dưới thì là xi măng. Còn trên thì gỗ xong rồi nó mới đánh ông xong rồi nó mới xịt xi măng lên, nó gọi là stucco á. Không phải là Vũ Việt à, cái chuyện mà ra ngoài đường xin lỗi với bạn nha, người Việt Nam ở bên này nó không có làm mấy cái chuyện nhỏ nhỏ, nó chuyên môn nó trồng cần sa với nó bán xì ke ma túy không à, chứ không phải là nó ngu giống như tụi Mỹ. Từ Việt Nam bên này nó có đầu óc, mấy thằng con của Việt Nam mà Cộng Hòa đó, nó qua Mỹ đi lâu á, mấy người dân con HO á, một số thì đàng hoàng, một số thì rất là hư, cắp trộm, buôn bán xì ke ma túy, trồng cần sa thì ví dụ như trồng cần sa một lần trồng mấy chục cây không trồng đâu, nó mướn nguyên một cái kho nó trồng một lần mấy ngàn cây ấy. Cái lúc mà tôi còn làm đặc nhiệm với tôi bắt hoài à. Ngày xưa tôi làm bên chuyên án ba, bên chuyên án phòng chống xì ke ma túy mà. Nên Việt Nam mình á không có làm những chuyện nhỏ nhỏ, không có làm mấy chuyện mà mấy đứa mà đi đập biểu tình ăn cắp vặt vòng 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 á, thì là nó đó là mấy đứa sau này. Còn mấy đứa mà lớn lớn mà diện mà đi qua Mỹ mà lúc mười mấy hai chục tuổi á, lúc đó qua đây lớn như ba mấy bốn mươi á, tụi nó không làm mấy chuyện nhỏ đâu, nó ra đường đi biểu tình hay gì đâu, phải đâu, nó chơi cái chơi cho lớn. Ly cà phê 12 đô, ngon lắm. Nãy có ly cà phê của con Mỹ trắng ấy đó. Còn mấy ông già, mấy ông mà đi mà tối ngày cứ đòi đi biểu tình á, chỉ có khu ở dưới miền Nam Cali thôi, với một số ít là miền Bắc Cali, là cái khu tôi đang ở là miền Bắc Cali. Nhưng mà cái vùng ở dưới mà ngay cái khu Bà Trời á, nhiều lắm, rất là nhiều. Không lỗi, cứ suy nghĩ đầu óc người Việt Nam không lỗi tùy theo người, cốt nào cũng có cái đầu óc nghĩ là thằng Mỹ nó không biết làm việc cái gì cũng vậy, cũng muốn gian lận. Làm nail thì tiền mặt khỏi khai thuế, cắt tóc cũng khỏi khai thuế, đi làm xây dựng giống như tôi cũng khỏi khai thuế. Nhưng mà thiệt ra nó biết hết á. Tôi nói thiệt với các anh chị, với cái số phone ra rồi nó biết, nó kiểm tra ra, nó chỉ cần các chị gọi vô cái số phone trong đồn cảnh sát á, là nó biết là cái số phone đó người nào đứng tên, rồi người tốt người xấu. Bởi vì tôi mới nói cái thằng mà Tony Phạm hôm qua đó, các anh chị thấy không, nó chửi tôi, nó lên trên nó anh hùng mà khuyếm đó, nó nhấn nó đủ thứ, nó chửi đủ thứ không, mà tôi cho nó số phone nó không dám gọi. Nó không dám gọi, tôi nói mày ngon mày đó, tôi đố cha mấy thằng ba sọc á, chửi tao lấy số điện thoại chính của tao, tao cho gọi. Lý do là sao mà tôi
cái số điện thoại tôi đang xài đó là mười mấy hai chục năm, cái số này là số làm ăn của tôi á, mà tôi cho nó mà không có nó dám gọi. Và các chị hiểu rồi, nó nếu mà nó gọi vô nó sợ bị thâu băng. Mấy người khác thì nó dám gọi, mà đối với tôi nó không dám gọi. Tôi thách luôn mà. Cái đó tôi nói thật, số điện thoại đó là số điện thoại chính của tôi đang xài đây đó. Là số điện thoại hồi lúc mà tôi vẫn còn làm ở bên FBI, là tới bây giờ tôi vẫn xài cái số này. Chào các chị vô sau nha. Anh hùng mỏm không à, mà không dám. Tại vì tôi nói là tiếng Việt tôi không có rành ấy lắm, cứ viết rồi mỏi tay lắm, mà gọi điện thoại đi rồi rồi đánh rồi giết tôi mà đi bày cho tao địa chỉ đi. Mấy cái chuyện mà tôi nói những cái thằng mà nó ngu không, tôi nói thật là ngu không, những đứa mà nó ngu không, nó muốn giết, nó muốn đánh tôi thì mày tự mày đi kiếm tao chứ đừng mà tự nhiên cái mày cho địa chỉ đi. Hồi tối hôm qua nó vẫn nhắn tin cho tới 3-4 giờ sáng, cũng có thằng Tony Phạm mà tôi lóc nó không có được. Tự trong cái fanpage tôi không biết cách lóc. Chứ thôi tôi lóc mẹ nó rồi. Nó đòi giết tôi, đánh tôi, mà nó biểu tôi mày ở đâu, mày nổ địa chỉ đi, để tao tới. Tôi lắc đầu với mấy thằng sọc luôn, tôi nói ở trên đời chỉ có những thằng Việt Nam Cộng Hòa mà ngu nó mới biết, nó mới nói ra câu đó. Còn thôi tôi không hiểu luôn. Chào Tạ Quang Minh. Các anh chị đợi mình một giây nha, mình phải mang đồ vô cho mấy sếp mình. Ôi trời ơi. Nó vô gỗ rồi. Vô sàn gỗ rồi. Hey David. He's over here, don't wait on, man. You see that here, maybe the, like a, the level? Level, in my casa, huh? Yeah. You remember that they ate the cement? Yeah, the paper, little bouquet of paper. No, it's not even more. We get the patron no gusto. Quarter inch. Mi comprende, but mucho vi poquito paper, bueno. Sí, mucho. Put more paper. No gusto, man. The paper no. No, no gusto. Dạ đang làm. You see? Okay, go to the room. Huh? The room pa? Okay. But a key? No. Okay, maybe the small gym. Okay, don't get me here. The room. No, the small gym, it's a lot of men. You see, it's one test.
And it's between one piece and one piece, they are all... No, no, no. The cell level. Cell level? Wait until the patron come back Friday. Now we'll finish the inside. Okay, the shop here, but inside. Yeah. But the owner is only for the table, yeah? The table are need shrink. No, the island are key. Uh-huh. No, no, the island are key. Uh-huh. The island. Okay? Okay, just inside me the... Two and later. The other three. Later. Good. Oh, you check out the. We go to summer tail. We need this one. You need more? Yeah. You take it two only for you. Huh? You got local. Good. Only here, around here, this good. Huh? Here's good, yeah. Huh? Yeah, yeah, yeah. Only there. Okay, there. They like having you. You looking? Hey, the paper here. The paper. No, the. They go clean out and cover this paper. No, I'm saying in my car, one more row. Okay. Good. Cái này là đang đóng nợ nha các anh chị. Vô sàn gỗ nè. Oh no, where no, inside too. Huh? Inside. Yeah, but this only key. Okay. This? No, take out maybe no. Take out the. You remember the one with more. Okay. It's okay. Cái này làm dàn sàn gỗ để giao nhà cho người ta. Ok, the vanity, no damage, the vanity, ok? No, ok, we go get the ground for the one, ok? Yeah. Hey, there we go get my car, go my car, one more row. One more row in my car. Xin lỗi anh chị nha, tại vì mình phải nói chuyện với thợ. Rồi, bây giờ mình được giải phóng rồi đó. Ok, here. Ok. Pardon. Inside, the orange. You see the orange one, two row? Khổ không anh chị? Mình phải nói nó là thợ mình. Ủa, Trung Vũ và tiếng Mỹ cũng dữ ha. Các chị thấy khổ không? Thợ mà sáng ra ha. Mua đồ ăn chưa? Sáng nè, đồ ăn trưa nè. Phát lương phải mang tới tận tay á. Nhưng mà được cái làm giỏi lắm anh chị ạ. Hai vợ chồng làm. Một ngày mình trả 500 hai vợ chồng. Mà bằng làm 3 đến 4 người Việt Nam làm á. Tụi mình trả lương ngày mà. Mình trả lương ngày mà. Đúng rồi, sàn gỗ thì mùa đông đúng hơn nhưng mà sàn gỗ đắt lắm mà Thanh Long. Sàn gỗ rất đắt. Thôi bây giờ mình quay lại. Bây giờ mình quay lại những cuộc chiến giữa chúng ta và những anh sọc nhé. Thì bây giờ chúng ta nói về những anh sọc bên nước Mỹ này. Thì những anh sọc ở đây đang có chiều hướng gọi là không phải là chống đối lại nước Mỹ mà. Chào anh chị mới vô sau nha. Vô trước sau này mà lâu lâu mình không chào, mất công nói mất lịch sự thì cho anh chào nhé. Thì bây giờ những anh sọc á, những anh chống cộng cực đoan á, giống như là gọi là đại tướng Ngô Kỷ, bây giờ có chiều hướng gọi là kêu mọi người đi biểu tình Tổng thống Trump. Tại vì Tổng thống Trump đang đi bưng bô Cộng sản. Thì bây giờ phải đứng lên tiếng. Giờ tôi hỏi các anh chị Việt Nam mình nè. Những thằng mà bây giờ là đa số nha. Những thằng mà gọi là những thằng sọc mà F2 á. Giống như là thằng luật sư David Lâm và thằng cha F1 là thằng cha tiến sĩ Đinh Xuân Quân.
thằng mục sư thì đi xúi giáo dân, đi làm chính trị, xúi dân xuống đường biểu tình, xúi dân đả đạo cộng sản. Một thằng tiến sĩ tại nước Mỹ đòi nhân quyền cho một thằng Mỹ đen, gọi là một thằng gọi là phạm pháp, tiến sĩ đó, tiến sĩ Việt Nam được Mỹ ăn nuôi ăn học. Cái mã cha cái thằng tiến sĩ đó, nó lớn lên nó đòi lên, đòi tiếng nói cho người da đen. Mà ủ mã nó, mình phải mình lịch sự giờ mình không có chửi thà nặng, mà mình gọi là ủ má cái thằng tiến sĩ đó. Thằng tiến sĩ Đinh Xuân Quân, người Việt Nam mình bị cướp của giết người, những thằng mà đi bảo biểu tình nó giết người Việt Nam mình, nó cướp của, nó đánh người Việt Nam mình, nó cướp coi không còn gì á. Mà cái thằng súc vật Đinh Xuân Quân, ông mình lịch sự mình không có gọi là, mình không gọi là súc vật, tiến sĩ súc vật Đinh Xuân Quân không đi tìm, không đi đứng ra đi biểu tình lấy đòi nhân quyền tự do cho người Việt, mà đi đòi tự nhân quyền cho người Mỹ đen mới chết. Bởi vậy tôi thù nó hoài à. Thì các anh chị có nên gọi nó là tiến sĩ hay là mình gọi nó là tiến sĩ súc vật các anh chị hả? Chào em Huỳnh Tiên, hai anh cho anh theo dõi anh và các clip của anh là lâu lắm rồi mà hôm nay em mới được xem vào Facebook. Hân hạnh cũng biết em, hân hạnh thì biết các anh chị mới vô nha. Thì các anh chị giống như Mai Thanh Long nói như thế này. Mai Thanh Long cho chú hỏi một câu nãy hỏi rồi, giờ chú hỏi cho lại nè. Như cháu á, cháu ăn cơm nước Mỹ đúng không cháu? Cái người, những người mà đóng thuế ở bên nước Mỹ là ai? Các anh chị nghĩ một thằng Mỹ đen đi ăn cướp, đi xài tiền giả, nó đóng thuế, hay là những người Việt Nam mình, tiệm xá, tiệm vàng, tiệm nail, đồ này nọ, với lại những người mà đi làm kinh doanh, những người tiệm xá, cho dù người ta có khai thuế nhưng mà người ta ăn gian thuế, cái đó là cái chuyện, cái đó là cái chuyện lỗi của cái người ăn gian thuế. Mình phân tích cho hai bên, thấy không, cho nó rõ ràng thì mình mới nói là mình mới chửi thằng súc vật này tiến sĩ được đó. Tại vì chúng nó lúc nào cũng đòi đi biểu tình nhân quyền và được tự do đó. Hôm nay mình có là cái chuyện này, cái chuyện hôm nay những vấn đề chánh là mình muốn xỉa vô mặt những cái thằng gọi là cạn cớm của cái khu mà Việt Nam về miền Nam Cali đó, giống như là tiến sĩ súc vật Đinh Xuân Quân và gọi là ăn vạ ngu kỹ, thấy không? Thì những thằng những con mà nó tối ngày nó đi gọi là nhân quyền, gọi là ăn cơm, gọi là nó bảo là đi gọi là cái gì ăn cơm nhà mà đi xí chuyện người ta đó, là những cái thằng súc vật đó đó, là tôi chửi đó đó, không có oan cho tôi đó. Các chị nghĩ đi, những người ai là những người đóng thuế, đồng tiền thuế rồi ra đó, là để nuôi những cái lũ mà ăn vạ, ăn tiền bảo trợ, những người mà đóng thuế bên này giống như tôi hoặc là bất cứ ai mà làm kinh doanh thì người ta mua cái gì người ta phải đóng thuế 10%, cứ mua một đồng là người ta phải đóng thuế 10%, trong đó làm đóng 10% là có một đồng là cứ 10%, 1.000 là đóng 100, 10.000 là đóng hết 1.000 tiền thuế đó. Thì mình muốn nói cho anh chị biết, thì những người kinh doanh làm ăn giống như những người bị có tiệm xá ở Việt Nam mình bị đập phá, cướp bóc, bị đánh chết, thì những người đó đóng thuế thì phải lên tiếng cho những người đóng thuế để nuôi được lại cái những cái lũ khốn nạn đó. Mà trái lại những cái thằng và tiến sĩ súc vật mang tiếng là đi ăn học, Mỹ nó cho tiền qua đây, Mỹ nó đã rước qua đây nó cho ăn học 6 năm 8 năm, thành cho tiến sĩ nước Mỹ bây giờ đi đứng lên đi đòi nhân quyền cho một thằng Mỹ đen ăn cắp ăn trộm xài tiền giả, mà trái lại không đi đòi nhân quyền cho chúng, cho những người da cùng da chúng ta, cùng tiếng nói, cùng là người Việt. Thế là có các anh chị có thấy là tôi đứng lên tôi chửi nó là đúng không, gọi là xàm lơ không?
còn lên chứ dẫn cái mỏ lên cái mỏ chó của thằng xúc vật nó lên, nó bảo là ờ chúng ta phải đứng là nhân quyền ở cộng sản, giờ xỉa mỏ vào cộng sản nữa chứ, cộng sản trong tù tù công an đến chết người chứ mã mẹ nó, cái chuyện đó là chuyện có bằng chứng hay là sao không, hay là nó bị overdo hay gì chết trong đó, cái chuyện không quan tâm, nước Mỹ không lo, lo mấy chuyện vô vấn.